lấy đâu ra than, toàn đốt củi không mới lấy than này cho nổ than cho lắm. Lời ru hoài cho con cá tương lai, lời ru đây gọi là gì, gà quay bên rừng hồi à, yêu gà không yêu, yêu gà quay bên rừng hồi ấy. Nó sát quá tí ấy, chưa kịp ở trong vang ngoài rồi mà ở trong lại chưa chín thì làng sơn quê tôi nơi gì mà gà này nuôi trên này toàn thấy con bé mà sao lại tự nhiên là có hai con to. Đứng to thì còn đây to nó đi chơi hả, à? To nó đi chơi con bé nó chưa biết chưa biết chết nó đã gần sáng soi núi rừng làng sơn. Để cho vào cả chân vào đấy được. Lắc gì thì cũng chả nhớ. Để xuống đón. Nó mới đâu xuống đón làm gì đâu. Ờ. Những chả giờ nó trên này thấy người ấy đang thấy gọi là bác cậu vừa đến rồi. Có biết là nướng gà đâu rồi. Mà anh đây không biết bảo là nướng gà. Ờ, mỗi kiên biết thôi rồi. Đứng ra bên rừng hồi nhá, đây này. Đây các thợ quay gà này. Với cho cái vật dạy tấn. Nó khét lắm ạ. Đấy, đây là kiên luôn rồi. Hôm nay ngồi rừng hồi là được lên cái tung luôn. Nơi di tích thành tiên xây. Oh, lại như hôm qua mẹ đến trưa đến bữa ăn đã làm rồi thôi, đến bữa ăn đây rừng hồi nhá mọi người, ngày nghỉ lên rừng hồi nướng gà này. Lọ mò thì ngồi này, giả dẻo thì ngồi này. Sắp thành đại gia rừng hồi rồi. Nếu mà làm thuê là phải thuê 30 người chèo. Hết đắt. Bình quân mỗi ngày được 1 tạ. Là 3 tấn một ngày thôi đấy à. Nó 30 người ấy. Nếu mà 1 tạ thì bắt 3 tấn một ngày. Với giá bây giờ là tính cho 40 thôi. Nhưng mà 2 triệu. Nhưng mà chính là hồi này tính là chèo thì một ngày nếu mà chèo giỏi được bao nhiêu cân? Bọn nó chèo được tạ không ạ? Nó chèo thế. Nhưng mà mình bọn nào mình không chèo được đâu, bọn nào mình chắc được khoảng tầm 30 cân, 40 cân chèo phải chuyên nghiệp nữa. 40 cân hết đa. Ô trong núi có gì nữa anh Tùng? Kia đã. Con dao anh Tùng ơi, kìm nóng rồi này, dừng lại đi. Con dao để nó ấy hơn không tí. Sắp vàng rồi. Con kia nó lửa nó nhanh quá ấy, nãy à. Con đấy là thơ. Ô rồi. Ăn xong đây là chỗ này anh Tùng quay ngán đấy. Xong về nhà tối mới ăn không được lửa. Thưa. Quá mẹ ngon thế, nhưng mà nhiều món quá mẹ làm. Nó kịp ăn cái gì vậy? Sợ. Làm đấy mà đúng là nhiều món ăn đích ngon rồi. Nhiều món quá. Hôm qua đáng nhẽ ngan rồi thì là thôi gà này, lại còn gà nữa. Ôi không có gì. Thế bây giờ đây đống ra chỗ túi. Hôm qua đéo ăn đi một phần, ba phần ăn đi một phần thôi. Cái gì hết thịt ngan á, còn ở bên này em ăn hai miếng có ai ăn rồi. Nói chung là cũng uống nhiều như bên mình ấy, không ai lấy cái xe nào lên nhỉ. Lòng như ông Cường cũng có lỗi nha, mưa tắm á.
2 tháng 8 tới ngày bây giờ. Cái chuồng á tắm à. Nó chẳng cái chuồng. Ôi mình lá chuối đi. Ôi thế xuống ao đi tắm không? Nước sạch kinh. Lá bón được né từng. Rồi lá cái khoai sọ cái đưa ra lấy về đây. Sạch lắm. Ai? Anh em chia nhau qua này đi. Lấy cái này đấy, anh uống bia đi. Uống bia đâu? Uống bia thì đâu ăn được. Đấy. Bia thì đầy bụng. Thế về. Bia nhẹ uống bia được. Cái đỏ này không nghĩ. Còn một túi kia mà kìa. Còn một túi kìa. Nó đang chảy ra để tí lấy ra cho vào đấy. Phải làm chết nhá. Làm xong tí nữa. Trên này thật cướng lại, nhanh quá rồi. Cái bạch biên, bạch biên thôi. Khi hát tao chưa mất khoảng 10 triệu nữa đi. Không làm nhận không? Khai đao. Rút dao nữa. Bật ra. Máy ở đâu kìa? Kìa, chưa có đâu, có mỗi bát thôi, chưa có đâu. Luôn. Cái gừng kia để tí ăn sống được mà. Alo. Ô. Cho đi. Đây, cho đi. Ồ. Tất cho đây là tí là mình. Ôi hồn vội đâu, cứ từ từ ấy đi. Làm từ mới được. À cái gừng. Ồ, thôi tìm đón xuống đón cái được. Không bảo bác xuống đón cái gì xuống đón ô tô. Bỏ ăn ra kia chặt bắn vào bây giờ bán. Quay chặt gà đã. Đây thở chặt đấy. Đợt trước là đã ấy rồi, đợt trước là sóc kia là đã có mặt rồi. Chặt bé đi mình ơi. Bé chặt, chặt bé ăn nó dễ, nó nhìn nó ngon hơn. Không, cưỡi ra tí đổ ra là được. Có một mâm mát. Thì đấy về.
Con này hai hai con đủ ngồi chưa? Không cắt cắt đi chứ ai để không cho lăn ra đi mà quay rồi vẫn sống lão. Thế bảo vào nhà không thấy đâu. Chắc là từ kia, chắc là cũng nhìn thấy rồi trên rừng sữa. Đúng, chỉ có nó mới tặng. Nó gặp cái con sữa mới đẹp. Đúng rồi. À, đi. Con này nặng phết nhỉ. Nào, vẫy tay chào nào. Bây giờ ai còn ăn còng à? Anh Viện đi về anh Trang rồi. Đứng đây là cao phát chảy hết cả máu rồi này. Đấy, mẹ đâu? Mẹ đâu ở dưới kia. Đâu có làm gì? Có xe máy. Có ai? Có xe máy gì đây? Ấy, xe máy ở đâu? Ai mượn xe máy? Bắt lên với chị mình đang lên bây giờ. Thế em Huyền đâu ấy? Bắt đi đâu ấy? À, cả nhà nha. Em Huyền à? Em Huyền đâu ấy? Ở dưới kia. Ờ, ờ. Có ơi. Em về đi đâu rồi em về nào? Các người khác giữ đồ mình nhá. Các người khác giữ đồ mình nhá. Đi cái gì rồi bác? Đi với em. Anh phải không đi chịu là mẹ cũng gần đến em được. Không phải cái vườn này thực ra là cây nó thoáng cho nên nó mới say. Cho nó nghỉ chè kỹ đó, cứ làm tầm này cho nó nghỉ thoải mái. Dừng hồi nhá mọi người. Nào nào, không cầm cây chọc thế Hoàng Anh. Không được không? Chọc bà chị rồi bé. Ai bảo cầm cây thế? Rút cây đi. Không được anh bà chị chơi đoàn kết cùng nhau. Có được không? Không, thằng Hoàng Anh nó cầm cây nó chọc. Ê, hoa hồi nha mọi người ơi. Đây. Sai không? Sai chít chít luôn đây. Đấy. Alo.
rừng hồi rất là đẹp luôn. Lạnh có lẽ phát tím à. Lạnh có lẽ phát tím à.